Là hết luôn đó hả? Đây nè, mình còn cái này cuối cùng nè. Có ướt màu gì không? Đóng con bự bự coi. Chưa, khui, khui. Ông đứng ở bãi mà ông thấy luôn kìa. Cái này cái cuối cùng. Nó không có bự. Nhỏ nó 3-4 con. Nhà đầu video á, từ sân Bắc á, cũng gửi lời đến cô dì, chú bác á, anh chị á, và các bạn gần xa, và cùng các anh đồng nghiệp á, cũng được nhiều sức khỏe và làm ăn được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống nha. Thì ngày hôm nay á, cô chú anh chị ơi, tiếp tục á, là đi thăm những mấy cái lợ lương, cứu mấy cái lợ lương nha cô chú anh chị. Đó thì ngày hôm nay á, thằng em nó lên rồi cô chú anh chị ơi. Đây, chào anh cái luôn á. Chào cả nhà nghe, hôm nay em nói lại nghe, thử coi hôm nay có lợi hại hay ăn hại như ngày nào cô chú anh chị. Nói sang hàng khủng cho cô chú anh chị coi tiếp nha. Này kiếm Hugo hả cưng? Dạ, kiếm Hugo. Rồi bữa nay ba anh em lẫn cô chú anh chị ơi, mà anh Thảo anh không có đặt cái ngay chân khu này á, anh Thảo đặt đẳng á, rồi là anh ở đẳng chắc anh đợi rồi. Có hai anh em mình trong đây á, là một người hai cái nha. Nghe mình vô bên đây hai cái nè, mình qua bên đây hai cái nha. Anh vô rồi. Đó trước đi. Rồi đi. Rồi. Đây là cũng mới vừa tới điểm luôn nè cô chú anh chị. Để đi vô cứu hai cái này. Thôi có gì không nghe. Ông trời hôm nay đi cũng hơi sớm. Còn mờ mờ vô cuốn hai cái đầu tiên coi làm sao có thành tích thành quả gì không. Khu mộ, khu nhà mộ, thử rồi có không nghe có chút chứ. Hôm qua mưa dữ lắm, mưa lớn. Đây một cái nè, vô cũng hơi xa, trúng đám mưa này. Đây nè, còn hơi tối nè. Đi xuống cửa lụm có không đây? Ui trời ơi, trời cái này mà không có, trời trời ơi, nó im cái này có chú anh chị. Sáng lũ với lại cái món bệnh luôn. Ừ, cái này mà nó dở không có luôn. Đứt con chuột. Một cái đầu không được may mắn. Mình đừng nên ăn cái đầu. Bán con heo. Đây cái thứ hai đây. Cái gai, trời ơi ba cái gai. Ôi cái này ngập. Mưa cái nó ngập nước. Có hôm nay không biết nữa. Này chuyển qua mình. Chuyển qua mình cột dây nè. Có hôm nay. Khui. Khui. Có gì không? Có. Trời. Cái này im cũng im lắm nè. Trời nó dướng mà cỏ con tay mà khó làm của chú anh chị. Cái này thì hôm qua dương cục mòn để hai cục rồi. Có không kỳ vậy? Rồi nó còn dướng dây nữa. Trời ơi có không? Rồi đừng con. Rồi đừng con cũng ngon ngon này của chú anh chị, hai lạng ạ. À. Nè. Nó hơi tối hơi mờ nha. Đó, thấy chưa? Đó. Cỡ hai lạng nha.
Rồi cô chú anh chị ơi, để mình ra mình đổ vô rồi à, ra ngoài coi có không cưng? Bự không? Rồi em nó bảo cũng hai cái hai con của chú anh chị. Bên đây anh có con cái một con à? Không nhỏ, chừng hai lạng à, với cái này không có. Rồi sao? Ừ, hai cái được một cái à. Đâu? Rồi hai cái hai con không chú anh chị. Rồi để anh em mình ra đổ rồi đi thăm tiếp nữa của chú anh chị ơi. Cái hai trời có đủ con này đây. 4 vạn à. Thảo đây của chú anh chị ơi. Đó, ông chở có hai cái kìa. Trên đường đi về hôm qua còn hai cái nè. Gần cái ký lô. Gần cả ký lô luôn. Khủng long. Rồi, mỗi người nhà luôn nha. Mỗi người hai cái. Mà bên đây á hai cái được hai con, mình hai cái được một con. Đó. Còn ông này hai cái gần cả ký lô. Hết biết đường đếm luôn. Ờ, có phải vậy không ta? Lưu thiệt chứ bộ trời trời. Không có. Không không thiệt, tại mình nói cho vui mà. Trời trời dữ vậy. Trời ơi trời khủng long ở trỏng luôn. Đi. Qua thăm. Nó bắt lưng nhà theo cả nhà ơi. Anh đặt cái mà chuyện qua luôn, nó không có sao? Không có đặt đó sao? Đây để anh cảnh. Để anh cảnh nó thăm cái này cái đi. Thăm mày luôn, luôn qua đây đi đường này cho khỏe cảnh này. Nó liền với nắng nè. Ừ. Mà lưng nó vô đây hết rồi. Nằm đây hả? Đi lại thăm cái này luôn nè. Khu queo hả? Vậy là nó ăn đắng rồi. Ừ. Không có lương luôn. Chú khu mộ nha chú anh chị. Đi vô những khu mộ. Mưa này mưa ngàn năm nè anh Thảo. Ờ. Có cái cỏ chấm nó đặt đây nè. Có mồi chấm hả? Ừ. Có hả? Không. Mương chút. Mương này kìa có con nhỏ hay vậy? Ủa không phải? Dạ. Ủa kỳ vậy ta? Vậy là chấm nó thọt đây hả? Chuyện qua có cò chấm. Đi. Tiếp. Chết luôn rồi. Đáng lý nở đằng cưng nè. Chạy giữa mấy lọm đi không giữ thì em ta đi xịt luôn. Cu mộ. Ừ. Để dở cái đằng cái đằng này đó nha. Để dở đi. Rồi vô đây tối thui luôn rồi. Mưa nó đặt chứ mưa này nó không đặt đâu anh Thảo. Thấy không? Bỏ dép. Bỏ dép rồi. Ôi giời tối. Một khu queo không? Khu queo rồi. Đừng con. Con. Hai con. Hai con. Nè, đổ giùm em cái luôn ơi. Mới đẻ luôn. Nghe em nói dính lương mới đẻ. Kiến. Hai con lương nhì. Con ba con nhì. Con ba con nhì. Này con ba. Hàng khủng nằm bên kia kìa. Khủng nằm lúc bánh á. Còn cái đó là cái hàng khủng bên đó rồi với bên đò. Khủng bên đò hả? Mấy bên kia hả? Mấy bên đây? Bên đây chạy về có nằm bên tay phải luôn đó. Mưa cỏ lạng nó càng queo hà, móc đẩy xuống hà. Ôi ôi, hết biết không? Rồi sáng gần nhà quán cà phê nó sẽ tắt vô dở luôn. Dở luôn hả? Rồi để đi qua bánh thăm tiếp nữa cô chú anh chị ơi. Rồi cô chú anh chị ơi. Vô cái khu này thăm là tiếp theo nữa nha. Luôn luôn đây nè. Mấy anh em tẻ cả trơn rồi. Kìa. Nó đi bển kìa. Dở chưa? Đâu. Ngay đây một cái gì đó. Ngay đây nè. Hugo. Thấy cái đây không? Bên đây. Cái này nè. Khui ui hai con luôn Thảo ơi, hai con luôn, bự chứ con bự con nhỏ chú anh chị
có không? Hugo nữa hả? Trời trời, vàng dữ vậy. 4 lạng hơn nữa. Hồi đổ ra giùm luôn ấy. Chê vương nhỏ nè. Nè. Hai con kìa. Dựng lên xuống đó bây giờ. Trời ơi bự dữ vậy. Chê vương nhỏ nè. Trời ơi con nè. Nó mập thùng nụng luôn. Mập nụng luôn á nè. Nè nó vàng cái nè. Trời ơi. Trời ơi ui trời. Hai con không bằng ổng con nữa. Chuyện qua chê mương nhỏ không ai đặt chân đất cứng. Mương nhỏ đất cứng. Hết biết rồi, hoàn cảnh đâu không biết rồi. Hai con nắng nó kêu không biết mương nhỏ kìa. Ở đâu rồi? Chê mương nhỏ nè. Mương nhỏ. Đất cứng đặt không được nè. Ừ. Dần hực như vàng 18. Biết rồi. Rồi đổ ra đi. Cái lạp anh rửa chưa? Đâu nó mùi này đặt chay có hay không? Ừ. Ngoan mà bánh luôn đi. Xách theo hay vậy? Đây nó. Đi, dài vô thăm tiếp nữa. Đổ con này vô sao tự nhiên cái nặng ta? Nặng dữ luôn hả? Có không cảnh? Con nhất con nhì. Con nhất con nhì. Cái đằng kia con nhất nữa. Con kia đó cái kia ba lần nữa. Ở đây 2 cái nhưng cái gì 2 cái ngã 5 lần. Cũng vô gan vậy đó hả? 2 cái được 3 con. 2 cái được 3 con. Còn nãy cái đậu dở dở không có quay cô chú chị. Tại qua cận quá. Không có quay. Đừng có nôn, từ từ. Lại hai anh em dở cái bìa này luôn đi cảnh ơi. Từ từ đỡ với ông thầy Thảo. Thảo có ở đây không? Cứng. Kỳ vậy? Đã cứng đây hả? Đất cứng không? Con nhỏ xíu à. Cái là khổng lồ. Con nhỏ. Đứng gì? Kệ có hơn không? Ở gì mà mưa bên đó tắm con đá trời. Ngộ ha. Đi theo dãy gặp. Ừ. Vậy trời, bên kia bàn rộng nó cũng có đèn thối thầm chứ nè. Ôi ôi, cái này để xuống bụng 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 nè. Đi gặp hai bà vậy đó. Ngày cứ bụi môn tư hay cuốn bảy cái loại gì đó thấy mất đi. Qua đây dở cái đằng này coi. Chuyện qua hai anh em mình đi vô đây hả cảnh? Ừ. Có đặt không ta? Anh đặt mình lít một kia. Ướt không? Ướt không? Cái này không vô sao được. Có à? Trời ơi, không thấy nữa. Không thấy. Có mà không thấy nữa. Lần này mình thăm cái nữa cô chú anh chị. Luồn luồn vô đây. Khum ba cái lưng. Muốn cầm luôn ạ. Trời trời, bỏ đôi dép. Trời ơi, bỏ đôi dép chút nó đập gai. Đập gai mà đau. Mà nó chưa có đứt. Đây nè. Rồi. Mồi không ướt. Mồi cứ queo. Khui. Trời ơi, hai con. Không tí ơi, ba con. Cũng lắm rồi. Ba con. Hết biết rồi. Đổ giùm anh cảnh ơi. Hết biết rồi. Không có. Không có. Mấy con? Ba con.
Nè. Con nhất đó. Con nhất. À, không, ba con lứa lứa rồi, chắc không có dính nhất rồi. Con nhất đó. Con nhất đó. Con kia muốn chết chết nhất luôn nè. Kìa có con cua kìa. Sao cục mẫu quéo hả? Nó ăn hết rồi, nó không mất nữa. Con cua đâu? Nó. Nó kìa, nhảy kìa. Con nhất. Cua nè. Thôi đợi lại đi, hồi qua bắt. Rồi anh Thảo không chở cái đó chưa? Hương chuột dục bánh kìa. Hư luôn. Kì vậy? Nước lên ngon hết. Tiếp nữa cô chú anh chị ơi. Sẵn vô thăm luôn. Nôn chưa? Nôn chưa? Nôn hết trơn rồi. Ba con đi. Trời ơi, con ngọt con gì. Cua. Con trời ơi. Vô là quý rồi. Vậy ai vậy? Ai làm cụp mà. Kệ có là được, có ăn không cưng ơi. Kệ vậy đi. Ngồi uống bánh chà bá bự mà nó uống. Cái gì cũng bự vậy hả? Cái gì cũng bự vậy mà có ngặt cái dồn lương nhỏ tít. Đừng có chửi thề. Cái gì cũng từ từ cứng. Hôm hồi nhỏ nó không muốn vô xô đúng rồi. Bỏ nó đi. Hôm qua đi lấy bùa chưa có đủ. Hình như anh đây đâu có con cái nữa nè. Ừ, ngay đó đó. Anh ngay đó đó. Kệ nó. Thấy không? Ừ, cái nắp tròn tròn lên đó. Trời ơi, em nắp tròn tròn lên. Đằng này cái gì á. Nó có cái mé này nè. Đây nè, cái mé đằng này nè. Đâu vậy? Ủa kỳ vậy ta. Người tự tới nhà đó nha. Ủa vậy là hút cái gì rồi. Hút rồi. Thằng này nè Thảo ơi. Ông coi dạy đó rồi, có mé đó đó. Ừ đi đi. Hút cái lời của chú anh chị chị hôm qua. Nhớ có đặt cái mé này nè. Hút rồi. Kỳ với cả. Rồi ngay đây cái gì nè. Ngay đây nè. Ờ dưới này nè. Mở khu queo. Có. Có không? Của ai vậy? Ủa cái lợn ở đâu vậy? Thằng này cái nữa nè. Không có con gì. Nắng cái ba con lươn nhỏ nè. À, mình còn có mấy cái nữa cô chú anh chị. Thảo anh kiếm. Kiếm giùm. Ba con nè. Ba con nhỏ nhỏ. Thôi kệ đi có ăn không. Có nhiều ăn nhiều chứ làm sao vậy. Đấy hôm qua anh kia mình thăm. Còn cũng có 1 cái 2 cái gì nữa hết rồi. Có cái cầu đi qua. Có không? Kỳ vậy? Có cái cầu đi qua bển nè.
còn không con cái hai cái gì nữa hết. Đặt ngay đây nè. Đỡ cái này coi sao. Không có lương củng gì trơn. Rồi, một mồi khu queo khu cốc. Hai con cua lại đây thăm này cái nữa luôn. Mương này nó im tới im luôn á cô chú anh chị, mà không có con hai lạng hả, cũng ngon rồi. Mấy anh em đi đặt vậy nó vui, có mình một mình. Đây một cái mấy mương này im tới luôn, không vô một mồi ướt nhẹp hết trơn. Khui coi, khui trời ơi trời, con 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 nhỏ xíu. Đuối. Rồi cô chú anh chị ơi, lại để đổ mấy con lương vô rồi. Đi thăm cái nữa. Có con một, nhỏ xíu. Anh còn mấy cái nữa? Hai lạng. Bốn cái nữa hả? Em hết luôn rồi đó. Còn cái nữa là hết rồi. Hình như còn cái nữa cô chú anh chị. Cái hai cái gì nữa là hết đó nha. Cô chú anh chị, ông anh ông bển ông dùng con quá bự rồi, để chạy qua câu ra. Mấy lạng vậy? Bốn lạng hơn luôn. Vàng không? Cái đầu nó coi nè. Ôi giời, trời, cái đầu tù lù luôn kìa. Mặt coi nè. Trời. Hết đá không? Hết biết rồi nè. Ôi giời, nó đã. Con này bốn lạng hơn nữa à. Bốn lạng hơn, con này mập cái đậu bự ghê luôn ha. Ừ. Đủ mồi ăn á. Dài nữa. Ừ. Rồi đổ vô đi anh ơi. Còn mấy cái nữa? Còn hai cái nữa. Em cũng còn hai cái nữa. Rồi bây giờ để đi qua thăm hai cái cuối nữa cô chú anh chị. Coi như thế nào ha. Cái cuối cùng cái cuối này tán mà con bự bự kìa. Đứng chuột hả? Ngay đây cái gì nè, những hoa lắp tàu dừa. Có không? Ở lợn luôn lơ luôn lắng nè. Không có ướt mồi, không có hư mồi gì trơn. Đừng con. Ồ đừng con cũng tầm lặng mấy. Cũng được. Có được con. Tầm tiếng lặng mấy hả? Hai lạng chứ này, lặng mấy, lặng mấy. Ủa khu này lương vàng thấy ghê trời. Ôi đã. Rồi là đắng cái nữa cũng cùi luôn cô chú anh chị ơi. Cái cuối cùng nữa coi. Sao? Cũng hơi xa. Có không? Anh có là em có đó. Bự không? Hai lạng hơn, ba lạng. Trời ơi. Ổng bảnh rồi chú anh chị. Nó hơi chó, cho chó nè cô chú anh chị. Cũng hơi mà chiếu ánh nắng á. Ba lạng hơn luôn rồi trời, ổng hai con đó là 700-800 gram à. Hết biết rồi.
mình còn cái cuối cùng ấy, hôm nay ổng nó đặt có không lẽ mình không có, mà nói chung cũng hên xui. Kiếm con khủng long coi, sáng giờ chưa có con nào khủng long hết. Nhất thì nó có này, nó không có khủng. Sao cưng? Là hết luôn đó hả? Ừ. Đây nè, mình còn cái này cuối cùng nè. Có ước màu gì không? Đóng con bự bự coi. Không. Chưa khui, khui. Ông đứng ở bãi mà ông thấy luôn kìa. Cái này cái cuối cùng. Nó không có bự. Nhỏ nó 3-4 con. Có con bự đấy. Đảo cười ông đứng quá rồi, mắt con sáng thiệt. Trời ơi, 4 con. Cái này cô chú anh chị. Rồi mấy sao này có không? Có, có đủ. Trời ơi vậy hả? Đổ chưa rồi. Chưa có đổ hả? Đổ rồi cưng, có còn hai cái này nè. Nè hai cái cuối cùng nữa. Đổ mạnh luôn. Trời ơi. Hừ ư hả? Hừ ư. Chiều nè. Chiều nay sao? Chưa biết nó hết mồi chứ. Ôi ơi, ở đây đi săn mồi luôn đi. Ở đây luôn đi. Ừ. Ôi chú anh chị, hết biết chưa? Cái này em kiếm cá rồi đụng má ba cái này cỡ hơn nữa. Được ký hả? Rồi đụng má này có 2 ký mấy được à. 3 ký không tới à. Rồi cưng tầm 2 ký được không? Được. Rồi giờ là bữa nay khủng không rồi cô chú anh chị. Chính anh làm anh móc vô. Rồi cầm chùm luôn đi. Đi, tụ nghiệp mẹ mình quá. Hết không? Hết cưng. Trời đủ quá, nặng hơn mình đó trời. Đừng có chửi thề. Cứ chửi thề không vậy. Lộn lộn nãy hả? Ừ. Chị heo được con 2 đạn 2 lần mấy vậy? Chứ vậy. Má đứa đâu dính 7 bỏ lên chứ. Được không? Này được. Tầm 2 ký khỏe hả? Trời ơi 2 ký dư ăn. 2 ký mấy luôn á. Cả 2 ký 2. Ừ. Đúng mẹ 2 ký. Đón gì khác luôn á. Cái gì cũng 2 đủ. Rồi đâu đón nó thử coi. Hơn à. Cả 3 ký à. Từ 3 ký nha cũng gì. 3 ký không? Từ vô đây hốt quá trời hốt. Hốt kìa thấu chân. Cái rồi. Nhà cũng trúng. Rồi tới ông này đẩy cái xô luôn rồi nè. Đâu mà đây. Bằng tư à. Đâu bằng. Trời ơi trời. Trời ơi kìa. 4 ký không? 3 ký mấy hả? Ờ 3 ký rưỡi. Vô nó tán 2 con bự bự con tán bạnh bạnh không mà con bằng cái này hả? Không à. Nè. Đây nè. Tao kìa. Ơ kìa. Ở trong đây hả? Ừ. Trời ơi trời. Ừ đó là trời con ở đầu kìa. Khủng long luôn rồi. Trời ơi. Hết biết rồi. Đứng lên đây. Đứng lại cầm xô đưa lên đây. Cầm ừ. Vậy chưa thấy gì mà cầm ừ. Này mình thắt nhất rồi. Khủng long giữa đó. Khủng long rồi. Hết biết rồi cô chú anh chị ơi. Bữa nay là bữa nay á là không có ai mà dưới 2 ký nha cô chú anh chị, từ 2 ký ăn lên không nha. Đó. Rồi. Bây giờ thì dàn lọt. Ủa, xe nó thọt chứ phá bậy được á. Cái dàn lọt của anh em mình hôm nay đã cuốn hết rồi nha cô chú anh chị. Thì thành quả hôm nay thì không có ai mà dưới 2 ký. Đó, trên 2 ký không, 3 ký rồi không. Đó. Thì bây giờ thì cô chú anh chị cũng cho Tư Săn Bắt á xin kết thúc video luôn ha. Hẹn cô chú anh chị những cái video tiếp theo nữa. Đó, chiều nay có lẽ là mấy anh em mình đi săn tiếp nữa nha. Rồi, bây giờ thì cô chú anh chị cũng cho Tư Săn Bắt xin kết thúc video. Rồi, bye cô chú anh chị nha. Rồi, chào cả nhà luôn nha. Mai lấy lại. Ừ, mai lấy lại. Bùa nó chưa quen. Lâu lâu lên bùa nó bị lấy. Ừ, nó hơi bị lạc quẻ ha. Hơi bị lạc.